Xin chào anh em, hôm nay quân Keda trở lại với anh em một sản phẩm mới. Tất nhiên nó sẽ không phải là chiếc Ravastar quái vật này đâu. Lần này mình sẽ giới thiệu với anh em một chiếc sản phẩm sẽ nhỏ gọn hơn, nằm trong lòng bàn tay của anh em. Nhỏ nhưng có vỏ, vậy nó là sản phẩm gì? Hãy cùng mình khám phá nhé. Giờ mình sẽ để chiếc Ravastar này sang một bên. Và đây là sản phẩm của chúng ta. Nó có tên gọi là Soda Pop Speaker Bluetooth Bass Bottle. Ủa, một chiếc loa mà sao lại nằm trong một cái vỏ chai ta? Vậy nó có gì đặc biệt? Anh em hãy cùng mình khám phá nhé. Bắt đầu. Rồi, bây giờ mình mở này ra. Ồ, đây. Một chiếc loa mà bỏ trong một cái chai. Soda Speaker. Design in Norway, được thiết kế ở Na Uy. Rồi, bây giờ mình mở ra coi nó mở sao ta. Bây giờ đây. Trong này nó có cái gì? Ở bên trong này nó có một cái sách hướng dẫn nho nhỏ. Rồi, để sang một bên. Một cái cáp jack 3.5 để anh em có thể kết nối cái loa với một cái thiết bị mà không có Bluetooth. Một cái cáp micro USB. Đây. Một bên. Và đây là cái chiếc loa của chúng ta. Nhìn rất là nhỏ gọn nha anh em, nằm trong gọn trong lòng bàn tay. Nó được đựng trong một chiếc chai được thiết kế rất là đặc biệt. Vậy chiếc loa này có gì? Chúng ta hãy cùng khám phá kỹ hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm này. Mặt ngoài của sản phẩm thì hai bên nó là hai cái chiếc loa, nó là gọi là chiếc loa kép stereo. Ở đây sẽ có một số thông số, chẳng hạn như là nó được thiết kế ở Na Uy và được gia công ở Trung Quốc. Đầu vào là khoảng 5W, 5V, 1A. Và thời lượng pin của nó là 1000 mAh. Nói chung đây là một chiếc loa rất là nhỏ gọn và có thời lượng pin thấy khá là khiêm tốn. Thực tế thì khi mình test thì mình thấy rằng cái thời lượng pin của chiếc loa này á, nó có thể cho phép các bạn nghe được thời gian khoảng từ 22 cho đến 23 giờ. Ở trên cái manual của nhà sản xuất thì nó ghi là nó có thể chơi nhạc được lên tới là tới 30 giờ. Nhưng thực tế thì mình thấy là nó chỉ có thể cho phép các bạn chơi được khoảng 22 tới 23 giờ mà thôi. Một chiếc loa mà có dung lượng khoảng 1600 mAh mà chơi được tới 22, 23 thực sự là một con số khá là ấn tượng. Mình nói vậy tại vì sao? Vì cái con Ravastar này á là nó có một dung lượng pin là khoảng 10000 mAh mà nó chơi được tới 30 giờ. Trong khi chiếc loa này chỉ có 1600 thôi, 1600 mAh mà chơi được 22, 23 giờ là một con số mình thấy rất là ấn tượng cho chiếc loa nhỏ bé này. Điều đó có thể cho thấy rằng chiếc loa này nó tiêu hao năng lượng khá là ít để có thể cho được thời gian chơi ấn tượng được như vậy. Rồi ở đây nó sẽ có một cái cổng micro USB và một jack cắm 3.5, các bạn có thể kết nối với những thiết bị mà không hỗ trợ Bluetooth. Rồi trên đây là một cái chiếc mic. Chiếc mic này để làm gì? Cái chiếc loa này ngoài việc nó có thể cho phát nhạc cho các bạn nghe thì các bạn có thể dùng nó để nói chuyện điện thoại, có nghĩa là khi các bạn đang nghe nhạc mà cái điện thoại các bạn để quá xa so với chiếc loa phát này thì các bạn có thể bắt cuộc gọi, nhận cuộc gọi và nói chuyện trực tiếp trên chiếc mic này, các bạn không cần phải đụng chiếc điện thoại nữa. Ở trên đây là ba cái nút chính điều khiển của cái chiếc loa này. Nút bên trái là dùng để giảm âm lượng, bên phải là tăng âm lượng và nút giữa nút nguồn. Mỗi khi muốn tăng âm lượng các bạn chỉ bấm giữ là các bạn có thể tăng âm lượng và bấm giữ nút trừ này để giảm âm lượng. Còn muốn qua bài hát thì cần bấm 2 lần và nút cộng là nó sẽ qua bài hát, và bấm 2 lần và nút trừ nó sẽ lùi bài hát. Và khi có cuộc gọi tới thì các bạn muốn nhận cuộc gọi thì bấm 1 lần vào cái nút nguồn ở giữa là nó sẽ nhận cuộc gọi. Một cái điểm trừ của cái sản phẩm này đó là nó không có thể từ chối cuộc gọi. Có nghĩa là khi có gọi tới các bạn chỉ có thể nhận cuộc gọi mà thôi mà không có thể từ chối cuộc gọi được. Đó là những cái đặc điểm chính của chiếc loa này. Vậy điều đặc biệt của chiếc loa này so với những chiếc loa khác ở ngoài thị trường nó là gì? Đó chính là cái điểm này. Đây là cái gì? Chiếc loa này bình thường thì các bạn
Khi kết nối nhạc thì mình thấy là cái chất lượng âm thanh của nó cũng khá là ổn. Nói chung là cái giải mid, giải low và giải high thì nó nghe khá là tốt. Có nghĩa là tiếng chest, tiếng bass cũng như là những cái âm thanh của ca sĩ thì nghe khá là rõ nét. Tuy nhiên, bởi vì nó có cái kết cấu khá là nhỏ gọn như vậy, cho nên chúng ta không thể đòi hỏi nó có một cái chất lượng âm bass, âm trầm đủ đủ mạnh để có thể nghe được các loại thể nhạc như là sôi động, EDM hay những loại nhạc mà đòi hỏi cái âm bass mạnh thì các chiếc loa này không đáp ứng được. Chính vì lẽ đó mà ở đây nó có một cái mấu. Cái này là một cái để các bạn có thể kết nối vào cái chai này. Cái chai này ngoài cái việc là nó là một cái lớp bảo vệ cho cái loa của bạn khi các bạn mang đi ra ngoài đường để tránh rơi vỡ cũng như có thể chống nước, thì chiếc chai đi kèm này nó còn có một công dụng khác. Đó là gì? Đây, để cho tí xíu để mình ráp cái chai này lại. Rồi, rồi, chiếc chai này nó còn có một tác dụng nữa, đó là nó giống như một chiếc âm ly dùng để khuếch đại âm thanh cho chiếc loa này lên, đặc biệt là tiếng bass, đó là tiếng trầm của âm thanh. Khi các bạn kết nối vào cái ly này với chiếc loa thì nó sẽ tạo nên một cái tổng thể như thế này. Đó, thì nó sẽ gia tăng và khuếch đại cái âm bass của chiếc loa này sẽ to hơn, tốt hơn so với lúc kết cấu ban đầu mà chỉ riêng có một mình chiếc loa này mà thôi. Đó là điểm đặc biệt của chiếc loa này đó so với những chiếc loa khác ngoài thị trường, đó là nó có những cái add-on, những cái phụ kiện để kết nối vào để tạo nên được một cái chất lượng âm thanh, âm bass mạnh hơn so với cái chất lượng ban đầu của chiếc loa đó. Bạn lỡ làm như làm mất đi cái bình mà mua đi kèm á, thì các bạn còn có thể sử dụng một cái bình khác, chẳng hạn như có thể là một chiếc chai nước suối. Đó, chai nước suối đây, mình mở ra một chai nước suối để kết nối trực tiếp vào nó luôn. Đó, nên như thế này. Đó, thế giờ hoặc là các bạn cũng có thể kể cả một chai xì tin dâu đó, thì cũng có thể kết nối luôn vào cả chiếc chai này này đó. Có nghĩa là cái ren của này nó tương thích được hầu hết tất cả các loại chai uống ngoài thị trường đó, như thế này. Rồi, hoặc là kể cả những chai lớn hơn, một chiếc chai 1,5 lít đó, thì nó cũng có thể kết nối được. Đó, to cỡ này không? Đó, tha hồ cầm luôn đây. Đó, rất là khổng lồ. Đó, tất nhiên là những cái chiếc chai mà các bạn lấy ở ngoài gắn vào thì tất nhiên là cái chất lượng âm bass nó cũng gia tăng được một tí, nó không có tốt bằng so với cái chai mà nó đi kèm, bởi vì trong cái chai đi kèm này nó có thiết kế cái mặt trong nó khá đặc biệt đó, để làm cho cái chất lượng bass nó ổn định mà tốt hơn so với những cái chai mà người ta bán riêng, mấy cái chai nước uống mà bán ngoài thị trường. Rồi bây giờ mình sẽ thử mở nhạc cho các bạn nghe thử. Lúc ban đầu, lúc mà chưa có kết nối với cái chai này, với sau khi kết nối thì cái âm thanh của nó sẽ như thế nào? Bây giờ chúng ta hãy thử xem nhé. Bây giờ để muốn mở được thì các bạn cứ bấm giữ cái nút này trong khoảng 5 giây là nó sẽ mở cái chiếc loa này lên. Đó, ở đây nó sẽ cứ chớp 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 nè. Đó, bây giờ do mình đã kết nối sẵn rồi cho nên mình mở lên là tự động kết nối với điện thoại mình luôn. Đó, bây giờ mở. Một mình tôi với thôi, đã xa rồi, đã xa rồi, đã xa rồi, đã xa rồi.
Đó là tất cả những đặc điểm của chiếc loa Suda Bob Speaker. Đó, đây là một sản phẩm rất là đặc biệt so với những chiếc loa khác vào thị trường. Chiếc loa này nó chỉ có kết nối Bluetooth khoảng 4.2 thôi, cho nên cái khoảng cách kết nối của nó chỉ nằm trong khoảng từ 10m đổ lại, chứ không xa lắm. Đó cũng là một điểm trừ của chiếc loa này. Hiện tại chiếc loa này đang bán ngoài thị trường khoảng 58 đô, chưa bao gồm tiền ship. Đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm kế tiếp nhé.